Ô, xin chào các bạn, hôm nay hàng nó về 511 premium các bạn, premium nha các bạn. Thì 511 premium là dòng premium, là dòng cao cấp của Divine các bạn. Thì cái giá của premium 89 đô đến 98 đô, mà hiện giờ cái mã này là 98 đô và 100 đô các bạn. Thì hôm nay mình về 511 bốn màu, màu xanh, màu xanh đậm, màu bạc và có một mã 512 premium. Thì đây là mã 511 premium đây các bạn. Rất là đẹp của bạn, vải cao cấp của dòng Dubai. Đằng sau của cái da lưng này là một miếng da rất là đẹp thật. Cao cấp thì nó để chữ lót 511 chính là premium. Premium thì các bạn biết rồi, tag của nó khoảng 100 đô các bạn thấy chưa, và có chữ Dubai premium. Thì cái dòng premium là ở trên lưng này nhớ các bạn nha. Ở dòng premium này ở trên phía lưng này là không may móc xích nha các bạn, tại vì dòng cao cấp họ may móc xích như chỗ này á, thì nó bằng may bằng thủ công, thì nó may được một kem để tránh trường hợp là mình mặc nó chặt nó cả vô cái lưng á, nó làm trầy lưng, nhất là cái người Nhật đó các bạn. Người Nhật thì họ rất là kể chỗ đó nên họ không có may móc xích, sản xuất của Nhật cũng không có may móc xích cái đó. Dòng premium là nó không may móc xích trên cái lưng, nó là may một kem thủ công. Đây là màu xanh đậm, rồi đây là màu xanh lợt hơn một tí các bạn. Đây mình mua ở Levi, tại Levi Mỹ các bạn. Thì mình mua ở bên đó xong đó rồi ship về Mỹ, Mỹ ship về Việt Nam, có người thân ship Việt Nam. Đây là những tờ bill. Tờ bill đây là những cái địa chỉ đó các bạn, thấy chưa? Cái địa chỉ mà mình gửi gì đó, Nguyễn Tấn Khanh nè, 7153 thành phố Trifolin đó các bạn, bang Oregon nha các bạn. Đó, các bạn thấy một tờ bill nó có đầy đủ. Thì mình mua ở đây là chính hãng ở tại Mỹ, mình mua canh cái giá rất là sale, rất là tốt nha các bạn. Thì các bạn mua ở hàng chúng mình thì an tâm. Đây là màu xám, màu xám thì bây giờ nó chỉ rất là ít, đây là khách nó đặt nha các bạn, thì mình mua rất là ít, nhưng mà vài hôm nữa sẽ có hàng màu xám về. Thì dòng bài rơm là dòng cao cấp. Còn 511 là gọi là slim fit các bạn. Thì ống 17-18, form không có ôm mà nó vừa vặn các bạn. Ở đây là áo Dubai. Áo Dubai chất liệu một cotton 100% organic các bạn. Thì chất liệu cotton mặc rất là mát, nhất là mùa hè các bạn. Form thì các hãng nổi tiếng thì nó giống nhau các bạn. Các hãng mà hãng thời trang lớn đều size và form nó tương đương nhau. Nếu các bạn mua một cái bạn, các bạn đương mặc một cái size S form regular, nhưng mà các bạn mua chỗ khác một nó là regular luôn mà mặc xem M là họ xem xét lại cái áo đó hay là giả hay thật các bạn, tại vì form nó giống nhau hết và cái thông số kỹ thuật là quốc tế đó. Mình chỉ những cái mà các bạn mặc vô mà thấy nó khác, địa điểm nó là có biết. Ở đây thì cái áo thun này nó sản xuất ở nhiều nước: Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Madagascar và Madagascar rồi các bạn, Thổ Nhĩ Kỳ, rất là nhiều nơi nữa các bạn. Áo này là cotton 100% organic. Thì giá đương sale lại nó sale 29 đô theo thấp hơn mình mua về, nhưng mà mình bán cái giá rất là mềm, khoảng 340 ngàn một áo nha các bạn. Mình ở đây mua hàng là mình free ship. Thì đợt trước mình về 501 mình bán hết rồi, bây giờ dòng này dòng premium mình về dòng premium. Các bạn mua hàng nhớ đặt mình nha, tại vì size 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 đều có đủ size. Rồi, bye bye các bạn.